Lần đầu tiên Hùng Akira có mặt ở trong Toilet Tower Defense. Chúng ta sẽ cùng vào thử Toilet Tower Defense để xem tựa game này có gì mà lại hấp dẫn được như vậy nha cả nhà. Ui, Telantric. Ủa, cái game này phát triển bởi cái ông Telantric đấy á. Ủa, mình hôm trước mình vừa lướt YouTube, mình thấy có một ông YouTuber ông tên là Telantric làm video Toilet Tower Defense rất là nhiều view ở bên nước ngoài. Thì game này nó lại được phát triển bởi ông đấy luôn à? Ôi, tức là ông ấy là admin hả? Ôi, mình tưởng ông ấy là người chơi ạ. Ok, được rồi. Thì trước khi vào thì mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là mình không phải là người chơi Toilet Tower Defense. Và đây là lần đầu tiên mà Hùng Akira vào trong cái game này. Mình thề các bạn, đây là lần đầu tiên mình vào trong game này các bạn ạ. Cho nên thành ra là mình cũng đang không biết là cái game này chơi kiểu gì. Mình có kinh nghiệm chơi game Roblox, Blood Fruit các kiểu, thứ kiểu mình đều chơi rồi. Mình có kinh nghiệm chơi game thủ thành. Ngày xưa mình chơi khá là nhiều game thủ thành. Chính vì vậy cho nên là mình có lẽ là mình sẽ làm quen này nhanh. Nhưng mà ít nhất hiện tại mình cũng cần thời gian để làm quen các bạn ạ. Cái gì đây ấy? Có vẻ là cái game này nó cho mình chết các cái unit như là các cái Titan các thứ này. Nó cho mình chết với cái giá 150 game ấy quần què này. Khả năng là game nó sẽ là cái đơn vị tiền tệ như kiểu là cái Robux để mua các bạn ạ. À đây, chúng ta sẽ có game đây. Chúng ta có 500 là buy 1, 1500 là buy 3, buy 10. Ủa là sao? À, cái này là dương random các bạn ơi. Cái này là dương random. Nó gọi là Titan Crate, ok. Còn có cả cái Exclusive Booster Crate nữa này. Cái hộp này sẽ có tỷ lệ 1%, à không phải 1% mà ra DJ TV Man này. À, rồi ok. Như vậy là game sẽ là đơn vị tiền tệ ở trong cái game này. Và chúng ta sẽ mở trên này, sẽ có tỷ lệ ra những cái này. Nghe đồn là cái con Hyper Upgrade Titan Speaker Man này có vẻ là nó cũng đang out meta rồi, không được mạnh lắm. Và đây, hình như là con này, à đó, đó phải con này. Mình nghe nói là có một con ở đấy nó rất là mạnh. Và nó trị giá đến mẹ nhiều vãi nồi cơ mà. Ồ, 10.000 game với giá 10.000 Robux. Vãi cả cứt, mẹ mày giết người à. Từ. Sao đơn vị tiền tệ ở game này nó ác ôn thế? Ui, khả năng là game này nó sẽ phải có một cái cách kiểu gọi là cách nào đấy để tiết kiệm. Chứ còn nếu như mà mua như này thật sự là quá đắt. Cho nên là mình sẽ mua tất cả game pass trước nhá. Chơi game thì lúc nào chúng ta đều biết đó là game Roblox, lúc nào phải có game pass chơi mới dễ được. Cái này sẽ có gấp đôi tỷ lệ may mắn khi mà triệu hồi ra một cái unit hiếm hơn. Ok, nhưng mà cụ thể là dưới 10%. À, không phải, tức là unit nào mà dưới 10% ấy thì được gọi là có tỷ lệ sẽ gấp đôi lên. Ok, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhận được gấp đôi cái lượng coin ở trong cái ván đấu. Ok, cộng 1 coin in up AFK farm. Cái này là nó sẽ cho mình thành VIP này. Và nó cộng 1 AFK coin, à cộng 1 coin khi mà chúng ta AFK. Cái này chắc mình đéo dùng đến đâu. Cái này có 2.000 inventory. Ok, thay vì là 1.000. Rồi, nói chung là mấy game pass này có vẻ là cũng không giúp chúng ta nhiều lắm các bạn ơi. Chúng ta sẽ có thêm cái boost này nữa để hỗ trợ thêm cho vấn đề game pass nữa này. Boost thêm gấp đôi luck nữa này. Hoặc là boost thêm gấp đôi coin nữa này. Nhưng mà cái này mình đang chưa biết dùng như nào thì mình sẽ để sau nhá. Còn đây là coin đúng không? Coin này thì khả năng là nó sẽ cày ra. Này, các bạn nào mà ở đây mà biết chơi game Toilet Tower Defense này mà các bạn có gì muốn chỉ mình, các bạn để chỉ mình các bạn nhá. Bây giờ mình vào thì mình đầu tư luôn. Mình chơi hẳn 20.000 coin luôn. Làm hẳn 2.000 coin, làm hẳn 10.000 game luôn. Cứ mua trước cái đã, tạo lợi thế. Đúng vậy. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện mà. Từ đã bây giờ 10.000 game đang mua cái mẹ gì rồi nhỉ? Cái hộp này có đáng giá mua không ta? DJ TV Man Toilet Starter Pack. À, trước tiên là có vẻ chúng ta sẽ phải mua cái starter pack này trước. Nó sẽ có một cái lợi thế là chúng ta chỉ mất 399 Robux mà chúng ta được con Green Laser Cameraman. Chúng ta được 2.000 coin, chúng ta được 200 game. Đúng vậy. Kiểu gì cũng phải mua cái này để lấy lợi thế các bạn ạ. Nó giống như là gói quà tân thủ trong các tựa game ấy. Đó. Ui, xong rồi lại lên cái gói toilet và Robux. Vãi cả đôi hút máu. 1.500 Robux. Ui rồi ôi, đáng giá 4.800 Robux. Thế thì tôi lại phải mua rồi các bạn ạ. Có vẻ như là tôi bị nó dụ rồi. Khả năng bây giờ mua gói này sau nó cho tiếp một gói nữa này. À không, như vậy chỉ có 2 gói thôi. Mẹ, tôi tưởng có thêm gói nữa thì nó hút máu điên. Ui, thế là mình có mấy con unit đấy rồi. Xong bây giờ mình làm gì? À đây, đây mình có mấy con unit đây các bạn. Mình sẽ có con Speakerman. Mình có con Green Laser Cameraman này. Siêu Cameraman này. Đam từ 400 đến 5.000 này. Cooldown 1 đến 0.5 này. DPS, mấy cái DPS này là cái gì ta? Là dam per second à? Kiểu dam trên giây à? Khả năng là thế các bạn ạ. Và chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ hàng ngày để cày game này. À ok, hiện tại là mình đang có 4 unit các bạn ơi. Hiện tại mình đang có 4 unit. À ok, khả năng là mình thử một cái hộp này nhá. Thử một cái buy 1 trước đi.
bay một thôi, từ từ rồi, ok. Chúng ta mua cái này, chúng ta mở kiểu gì nhỉ? À đây 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 đây, chúng ta sẽ mở cái hộp này để xem được cái gì. Ủa? Được cái gì vậy? Ui! Được con so upgrade Titan Cameraman. Ok. Chúng ta được một cái con mà nó sẽ có cái lưỡi cưa trên tay và nó là chất liệu của nó là exclusive. Có vẻ là không ngon các bạn ạ, tỷ lệ 60% mà. Tỷ lệ 60% mà người lạ ơi. Thế có bị trùng được không nhỉ? Có bị trùng được không nhỉ? Mình sẽ mua thử thêm hai cái dương nữa đi nhá. Liệu có bị trùng lại cái con đấy không nhỉ? Mình sẽ xem thế nào. Ui trùng lại mẹ luôn. Ui vãi cả nồi ạ. Ôi! Được con toxic. Ờ con này đắt hơn, con này là con đắt hơn. Ừ. Con này con mạnh hơn, nhưng mà mình bị trùng cái con mình bị trùng cái con lưỡi cưa kia thì nó coi như là bỏ phí luôn à? À, như vậy là coi như tôi bị phí một con các bạn ạ. Chúng ta thể sell unit này với giá là coin các bạn ạ. Ui ôi vãi cả nồi ạ. Bán con unit này đi chỉ bán được coin thôi. Bán được có 100 coin thôi, đéo phải là 1700 mấy đâu, 1700 này là giá mua ở trong ván chơi hay sao ấy. Hay phế điên á. Rồi ok. Tạm thời là bây giờ tôi có cái con toxic này rồi. Cái thế giới này sẽ như nào ta? Toilet City. À cái này có cái chỗ cho 5 người đây hả? À ha. Ơ thế bây giờ nếu như mà chơi 2 người trên 5 người thì nó có bị kiểu như là khó hơn không ta? Ủa? Sao mình ra cái Toilet City này rồi nhưng mà nó không dịch chuyển mình đi nhỉ? Mình thử bấm start lại nhá. À đéo phải các bạn ơi. Hình như cái phần Toilet City đấy là chỗ để chúng ta dịch chuyển lại cái toilet này các bạn ơi. Chỗ nào là chỗ chơi vậy? Sa mạc. Chỗ này là chỗ nào? Nói thật các bạn là mình chưa chơi, bây giờ mình còn đã không biết vào chỗ nào để mà vào chơi. Cái gì đây? À đây rồi. Ôi tôi toilet thế lên rồi các bạn ơi. Tôi vừa tắt game đi bật lại thì tôi đã vào được. Từ từ nha. Cái gì đây? Chúng ta sẽ có easy. Phần thưởng sẽ là 50 coin. À như vậy là chơi chọn chế độ để mình farm để lấy coin. Mình sẽ thử luôn với chế độ hát nha các bạn nha. Chơi luôn. Ui giời. À cái này sẽ là vote với các người chơi khác các bạn ạ. Thì mình là chơi có mình thôi nên là mình vote cái nào là chắc chắn là được cái đó luôn. Rồi. Bây giờ vấn đề là con toilet nó sẽ ở đâu đây này. Con toilet nó sẽ spawn đâu ra? À đây nó spawn đây ra. À rồi 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 rồi. Sau đây là mình sẽ đặt unit đúng không? Hiện tại là mình đang có bao nhiêu coin? Mình đang có 200 thôi à. Có thể là mới vào mình phải đặt một con này đi. Vấn đề là bây giờ mình sẽ để ở đâu? À hình như là mình có xem gọi là anh Bùm Roblox thì như là anh ấy sẽ để ở đây này các bạn ạ. Hình như là anh ấy sẽ để cái con đầu tiên là anh ấy sẽ để đây. Đấy, để tạo lợi thế. Lát nữa là có mấy con đi gọi là từ đằng này ra thì nó sẽ bị đập nè. Còn mấy con mà nó đi lỡ qua rồi đến turn này sẽ bị đập tiếp. Bây giờ tôi mới chơi lần đầu mà tôi chơi chế độ khó thì có bị hát quá không nhỉ? Hình như chúng ta có thể skip được cái way sao ấy. Để kiểu là không cần phải quay cảnh đánh nhau ấy. Ơ sao mày đập chậm đi? Ơ kìa. Ơ thôi tôi đã chết qua rồi. Ôi trời ơi. Ơ không ổn đấy các bạn ơi. Hình như là tôi xử lý pha hơi ngu rồi. Tôi chọn cái con mẹ mày. Nó cái đam hơi chậm hay sao ấy. Hình như là tất cả mọi sự ngu ngục thì đều phải trả giá bằng tiền mặt rồi. Một con này vào thì nó sẽ làm mất bao nhiêu cái máu ở Toilet City của mình vậy. Ồ. Ui giời, một con 10 máu ạ. Vãi cả đái đau điên. Đó nhá, từ bây giờ tôi cứ thử gọi là coi như là chấp cái đau đầu nhá. Chấp cái đau đầu gọi là thọt thọt một tí đi. Đây, đến lúc để con gọi là vắt chày của mình nó phát huy tác dụng rồi. Sao cái con này đập chậm thế? Ui giời ơi. Sao đập được có từng con thế này? Tôi có nên bán con này không? Tôi có nên bán con này không? Để tôi thử bán cái con này, tôi thử để con khác nào. Đây tôi thử để cái con camera này để xem là con này. Đấy, ui giời ơi. Phải chọn cái con này trước. Ok, chúng ta cần phải có một cái con chiếu laser này trước để nó clear quái cùi đã. Hiểu. Cái con kia là cái con nó kiểu đánh một đòn mạnh nhưng mà nó đánh chậm các bạn ạ. Rồi từ, mình sai. Nó có ghi hẳn cái cooldown ở đấy nhưng mà mình không để ý các bạn ạ. Rõ ràng là nó có cái cooldown ở đấy nhưng mình không để ý. À, mình sẽ tắt cái logo shop mình cho đỡ ồn nhá. À cho đỡ vướng nhá các bạn nhá. À, sắp tới là tôi dự tính là cũng làm một cái gọi là shop gì đấy gọi là của Toilet Tower Defense. Là không biết rằng là các bạn có gọi là có nhu cầu gọi là muốn không để mình biết để mình còn làm các bạn nhá. Vậy là con laser này nó là một cái con khá là ok. Dọn quái đầu game tại vì là cái cooldown của nó là 0.5 đến 0.2. Như vậy ban đầu là 0.5, rồi tùy theo mình nâng cấp lên nó sẽ là 0.2. Mình muốn đặt thử một cái con Toxic Upgrade Titan Cameraman này để xem thử đam như nào quá. Bây giờ mình cứ để con laser này mình farm ở đây thì liệu có được lâu không ta?
Nhưng mà coi như là con này bây giờ bị phí rồi. Con này coi như bây giờ bị phế rồi các bạn. Mình để hai con đây thì có vẻ là ok hơn là để một con đứng lẻ bên đấy. Chỗ này nó cũng hay. Chỗ này đánh được cả hai đường luôn. Hay. Mình không biết là mình có thể để hai con laser này nó kiếm tiền trụ đến cái mức mình gặp cái con đủ tiền để lấy con 2000 này không. Ui, có con toilet to to này con này sẽ được nhiều tiền hơn đúng không? Vãi rồi, 30 tiền đã. Tưởng phải được trăm mấy hay là 200 chứ. Không ok lắm, hơi lông. Rồi bắt đầu nhiều toilet rồi. Bây giờ chúng ta cần thêm một vài anh laser rồi. Mình nghĩ là phải cần thêm một anh laser đấy chứ không là có vẻ sẽ bị bọn này vượt đấy các bạn ơi. Ôi có mấy con 700 máu khá là đông luôn này. Ừ nhưng mà bố mày nhiều laser. Liên hoàn laser. Ê, cái con DJ Toilet đây là cái con mà ở trong cái tập 7 của Skibidi Toilet ấy. Cái tầm mà nó nhảy cái bài Skibidi đom đom đom. Yes 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 đúng không? Ủa thì chết rồi. Có một con to to kìa. Ví dụ như mà một con này nó mà đi qua thì mình có bị chết không nhở các bạn nhở? Mình đang thắc mắc là không biết là một cái con 4000 máu này mà nó vào thì cái Toilet City của mình có bị nổ luôn không? Tại vì con này nó nhiều máu. Một cái con 50 máu kia là mất 10 máu của nhà chính thì không biết là mấy con này sẽ mất bao nhiêu. Mình sẽ thôi chịu khó là cố gắng đợi mấy anh laser cameraman này, mấy anh ấy cho mình gọi là đủ tiền để mình để con 2000 nhá các bạn nhá. Phải để con 2000 cho chắc. Chứ bây giờ chúng ta chỉ được để tối đa có 15 unit thôi. Đây, chúng ta sẽ để một anh gọi là đây. Ui giời ơi, ok. Có cái nào để quay anh ấy, quay đầu anh ấy không? À đây rồi. Ui. Ui. 0.25 cooldown thôi. Ui, tay của ông ấy bắn ra cái đéo như kiểu pháo các bạn ạ. Đấy. Rồi, boss à. Boss với chúng tôi đấy. Boss với chúng tôi này. Bố phải xây được cái anh toilet. À, anh Titan to tổ bố rồi. Đầu tiên đấy các bạn. Mình tính gọi là tạo một kênh nữa làm riêng về toilet tạo defense cơ. Sau mình tính đặt tên kênh là Hùng Akira gọi là Titan. Nhưng mà tôi đang tạo kênh thì YouTube nó bảo là tôi là con bot tạo spam kênh nên là nó cho tôi bay mất cái kênh đi rồi các bạn ạ. Nên là tôi quyết định dùng kênh Hùng Akira chơi game về luôn. Ui, mai tiền lên như nước luôn, sướng điên. Có unit gọi là tiền vào cái nó khác hẳn các bạn ạ. Tiền vào cái chế độ hát nó chỉ là trò chơi thôi. Đây các bạn nhá. Ui, anh này bắn cả laser. Nó phải nguyên pháo các bạn ạ, bắn cả laser luôn. Bây giờ mình sẽ gọi là cho anh ấy dọn. Rồi, chúng ta sẽ cho thêm anh so vào này vào nữa. Anh này đam cũng là 0.25 nha các bạn nha. À, gọi là tốc độ cooldown cũng là 0.25. Ui, cửa ác. Cửa ác luôn. Mỗi lần cưa khoảng 4000 đam các bạn ạ, đau điên. Rồi, khả năng là bây giờ chúng ta sẽ để tiền để upgrade mấy cái đi. Ui, cái con kia nó phát nổ á. Ủa, nó có làm mấy anh Titan của mình mất máu được vậy? Ui, nó phi vào trong... nó phi vào trong cái thanh niên so Titan cameraman này xong rồi nó như kiểu nó muốn giết Titan của mình ấy, ảo vãi. Ui, con thằng này như nó vừa hồi máu được cái sao các bạn ạ. Ui, không biết là có giết được cái con Giant Glass Toilet này không. Chết rồi, khả năng là bây giờ mình phải upgrade lên các bạn ạ, xây thêm nhiều unit mà unit phế cũng vậy à. Thôi chết tôi rồi, sao tôi lại nhìn thấy có một cái con mẹ mày Vansium Toilet này trông có vẻ là quỷ dữ này. Ừ hay quá, chết mẹ mày đi. Khả năng là cái này phải chơi nhiều thì mình mới biết được rằng là nên đặt như nào là hợp lý các bạn ạ. Kiểu nên đặt unit như nào cho nó hợp lý để có thể gọi là vượt qua được tất cả các way. Thì như là mình chơi chế độ hát thì nó là khoảng 40 way đúng không? Chế độ dễ là 20 way, thường là 30. Đây là 40 way. Mà bên mấy way 17 thôi mà tôi đã thấy hơi ngợp rồi. Mấy way cuối tôi có thể ăn được không vậy? Nhưng mà có anh Toxic này khỏe lắm các bạn ạ. Vừa mới vào đã chơi bằng tiền như này, bảo sao game dễ hơn hẳn. Nếu mà các bạn mà không có tiền, các bạn không mua được hai con này thì tính ra dùng toàn mấy cái unit mà kiểu yếu ấy thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải chơi chế độ dễ đúng không? Mình do là mình có unit mạnh nên là mình chơi chế độ khó luôn, thử luôn, trải nghiệm luôn. Còn chế độ nightmare thì mình nghĩ là chắc là mình vẫn chưa thể vượt qua được. Nhất là mình không biết cách đặt unit sao cho hợp lý. Tất cả là mình cũng chưa biết game này chơi kiểu gì, cụ thể là như nào. Thì các bạn có thể chỉ mình dưới phần comment các bạn nhá. Chết rồi, có vẻ ngợp. Upgrade lên. Tiền, đúng rồi, upgrade lên 1800 đam luôn. Nào, mày chết. Tăng lên 1800 đam cái khác bọt luôn. Ôn in vào anh Toxic upgrade mẹ mình Titan cameraman này luôn đấy chứ. Các bạn mà có cái gì muốn chỉ mình ở trong mấy cái tựa game này, các bạn để gọi là comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Có vẻ như là mình nghĩ là hợp lý nhất là chúng ta ôn in vào một unit các bạn ạ. Chúng ta có unit mạnh, đầu tiên chúng ta sẽ xây vài unit ra, kiểu hỗ trợ lẫn nhau ấy. Ờ đấy, cơ chế đó là vậy. Sau đấy là chúng ta gọi là nâng mắc vào một unit để unit để gánh các bạn. Như kiểu là bây giờ là mình đang là con Toxic nhà gánh này.
Toxic này nó upgrade lên cấp nữa là cộng tận 950 đam thì nó sẽ rất là mạnh. Chứ nếu như mà cứ upgrade nhiều unit vừa va vẩn thì nó sẽ tiền nó sẽ không đâu vào đâu ấy. Với cả là nó sẽ có thể là dẫn đến là mình thua cuộc. Quái chưa kịp đi đến nơi đã chết rồi các bạn. Đây rồi, nâng lên 7000. Ui. Như vậy là Toxic của mình nó sắp lên cấp cuối rồi. Ui. Có con Mutant Toilet 2.0 này. Trâu vãi. Mới Way 24 rồi mà nó ra con trông mẹ mày quỷ như này rồi. Ui, có con Rocket đi nhanh thế. Ê, chặn con Rocket kia lại. Chặn Rocket kia lại bro, đúng rồi. Con Toxic này của mình có kỹ năng làm chậm 25% các bạn ạ. Ổn. Ổn. Má, trông nó chạy nhanh vãi, tưởng nó chạy qua luôn đấy chứ. Đúng là cái quay đầu là sự cố các bạn ạ. Cái quay đầu là tôi chưa biết chơi nên là nó là sự cố thôi. Kể từ đấy là không bao giờ có sự cố nào như vậy nữa. Chắc là cái quay đầu tiên mình bị mất máu này chắc nhiều bạn cười mình lắm. Các bạn kêu bảo là anh cũng chơi gà, vừa vào quay đầu nó mất một đống máu rồi. Rồi các bạn ạ, ai chả có lần đầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi mất máu ở đây. Kể từ bây giờ là tôi không muốn mất máu nữa đâu. Ui, vẫn còn thêm một cấp nữa cơ à. Cộng 5000 đam. Vãi cả cứt mẹ anh Toxic đấy, anh gánh điên vậy. Ê, tính ra bây giờ là một mình cái ông Toxic của mình ông gánh luôn đấy ạ. Tính ra là mấy unit khác là bây giờ đứng vào đúng kiểu là thừa luôn ạ. Hoặc là hỗ trợ gọi là làm chậm mấy con toilet đi một tí. Chứ có cái tác dụng gì nữa để nó đéo đâu. Một unit gánh cũng bắt đầu hơi ngợp ngợp các bạn ạ. Mình thấy bắt đầu có mấy con unit, à bắt đầu có mấy con toilet là nó đi được đến tầm này rồi. Là cũng gọi là khá là nguy hiểm rồi đấy. Nên là mình sẽ phải upgrade lên cấp cuối để cho Toxic nó gánh cong lưng luôn. Thì do là mình mới chơi Toilet Tower Defense và mình không có kinh nghiệm, mình chỉ là đã từng chơi game thủ thành và chơi Roblox khá là nhiều mini game, cho nên là mình cũng làm quen khá là nhanh thôi. Nhưng mà mình có nhiều cái là mình không biết và không biết tối ưu. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà có gì muốn chỉ mình thì các bạn để chỉ mình ở dưới phần comment các bạn nhá. Các bạn để comment xuống để gọi là chỉ mình, hướng dẫn mình trong tựa game này. Và kể cả cách mua unit, unit nào đang mạnh, xong rồi là unit nào là hợp lý với cái giá tiền, rồi các thứ này nọ lọ chai, rồi chết chết các kiểu như nào. Nói chung các bạn có cái gì mà các bạn cảm thấy rằng tốt cho mình và nghĩ rằng là mình cần để mình có thể chơi game này tốt hơn thì các bạn có thể chỉ dưới phần comment nhá. Mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến, giống như ở cách mình chơi King Legacy các thứ ấy. Mình đã từng làm video King Legacy các thứ mà mình không biết gì cả và các bạn cũng đã phải chỉ mình từng tí một. Xong rồi cuối cùng đấy, mình cũng biết chơi. À, cho nên là rất cần thật sự là những cái bạn mà đã từng chơi rồi để chỉ Hùng, để Hùng có thể chơi được game này. Và hiện tại là tôi đang cảm giác là canh Toxic này thật sự là khá là mạnh. Có vẻ đáng tiền gọi là 500 game của tôi đấy. Con này nó tỷ lệ quay ra nó cũng là 30% thôi mà. Tính ra con này chỉ đã 1500 game chứ nhở. 1500 game các bạn ạ. Đây, tôi upgrade con so này lên nữa. Con so này thì có giá là 500 game. 500 game là chắc chắn ra con này, tại vì là con này tỷ lệ cao mà. Còn con Toxic này thì đắt hơn. Còn con Titan Speakerman thì tỷ lệ ra thấp quá. Mấy cái đấy tôi đang không biết phải làm cái nào để tối ưu được cái mà con này gào to thế, sấy to thế mày. Anh so này, anh lên chiều anh sấy hơi to các bạn, hơi điếc tai. Kiểu như là bây giờ mình mới chơi game ấy, mình chưa dám tiêu nhiều tại vì mình không biết là phải tiêu dùng game sao cho nó hợp lý. Lỡ đâu con này nó không mạnh, có những con khác nó mạnh hơn các bạn ấy chỉ mình như sao. Cho nên là video đầu tiên là mình tạm vậy thôi. Sau đó mình để các bạn chỉ mình đã thì mình mới gọi là làm tiếp các bạn ạ. Ui, như vậy con so này lên tối đa đam là nó cũng lên được cái đấy. Nó cũng lên được tận 6800 đam. 6800, đúng rồi, nó có ghi ở đây mà nhở. Nó có ghi ở đây tối đa là 6800 đam này. Ui, con ma xe cameraman này lên tan tối đa 50000 được cơ à. Nhưng mà cái cooldown nó chậm quá. Cái cooldown của nó là tối đa là cũng tận 2 giây. Bây giờ các bạn bảo đam 2 giây một phát thì sợ mấy con Tele nó đi qua mẹ mất. Ủa mà cái anh so này, à nhầm, cái chế độ khó đây là 50 wave mà, à 40 wave mà ta. 50 wave à? Mình chả nhớ nữa luôn á. Ủa mà tính ra là hai con này giống hệt nhau các bạn nhở. Khác mỗi cái là một con lưỡi cưa, một con là có khẩu pháo thôi. Về cơ bản là con này hơi ổn đấy. Con so là mình nghĩ giá lần sau khá mình đéo dùng nữa. Ui, trông nó dọn sướng điên đó các bạn ơi. Trông nó dọn sướng vãi. Bây giờ tạo thêm một anh Toxic nữa. Chứ bây giờ mình làm gì có cái mình làm gì có unit là mạnh hơn con Toxic ở đó đâu.
Toxic này là ok nhất rồi. Con ma xe kia thì nó chỉ được mỗi cái đam to chứ đánh chậm vãi nồi. Mình cứ thêm mấy anh Toxic vào nữa, dọn cho nó dễ các bạn. Ấy rồi, khả năng là tôi bỏ mấy con la xe phế phế đi các bạn ạ. Vướng. Chúng ta có con toilet gì đây? Ôi trời, con toilet mẹ bịt mặt. Chưa kịp đi ra khỏi cửa đã chết mẹ rồi. Wow, unit của tôi khỏe quá các bạn ạ. Quá mạnh. Ui rồi ôi má, nhìn trông nó lên. Trông nó lên tiền phê không. Ui, hai con rocket. Ê, con rocket đi nhanh nha. À, nhưng mà vẫn không có cửa. Vẫn không thể có cửa được. Hình như đây là wave 50 rồi các bạn ơi. Mình nghĩ khả năng wave này là wave cuối rồi chứ đúng không? Chả lẽ là trên wave 50. Ui, TV Duo Claw Toilet. Máu hạt 400.000. Nhưng mà bị mấy con Toxic của mình nó xiên ra một nốt nhạc. Có vẻ như Toxic hơi mạnh. À đây là boss đây đúng không? Boss đây đúng không? À, trông con boss cũng mạnh. Nhưng mà hai con Toxic với một con so nó sấy liên tục thắng luôn. Yeah, chúng ta won mắt được 25 cái team với cả là đánh bại 49 quay. Đúng ra là phải đánh bại 50 quay, nhưng mà do là mình thua quay đầu tiên các bạn ạ, nên là được 74 team và chúng ta được 800 coin. Ok, à vậy ra coin chúng ta sẽ kiếm thông qua việc là chúng ta chơi như này, và sau đấy ta sẽ dùng coin để chúng ta làm giàu, hoặc là chúng ta dùng game. À ha, ra là vậy. Tôi bắt đầu hiểu cái game rồi nhá. Và đây chúng ta có những cái như kiểu là cooldown 2 này, đam mà từ 5.000 đến 25.000 này. À như vậy là mình đã hiểu rồi các bạn ơi. Với các bạn là mình đã hiểu được cái cơ chế cái game này rồi. À và đây chúng ta sẽ có các cái unit này là các cái unit boost thế này các bạn. Nó boost trừ cooldown đi này. À như vậy đây là unit để hỗ trợ. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là video đầu tiên thì mình làm vậy thôi. Để mình gọi là đăng video này lên để hỏi các bạn xem là nó như nào đã. Đây này, nó lại còn có cả cái Valentine các thứ gì này. Ồ, chúng ta cày lấy team, hoặc là chúng ta mua bằng Robux xong chúng ta quay để có thể lấy được Healer TV Woman thế này. Đấy trời ơi, nó còn nhiều thứ lắm, tôi không để ý thấy chưa. Cho nên là tôi nghĩ là khả năng chúng ta phải từ từ đã các bạn ạ. Chúng ta đăng video lên để các bạn chỉ mình cách chơi game quần què này. Sau đấy thì mình sẽ lưu ý vấn đề đấy để mình còn gọi là rút kinh nghiệm cho các video sau. Ok, thì thôi, từ đây là cái kênh Hùng Akia chơi game này. Nếu không gì thay đổi, tôi sẽ làm video Toilet Tower Defense các bạn nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành. Và nếu như mà là kinh doanh là ăn nên làm ra, tôi sẽ có gọi là một cái hợp tác với một ai đấy, để gọi là chúng ta có một cái shop gọi là Toilet Tower Defense, để cho các bạn có thể gọi là mua bán. Đấy, nó gọi là dễ dàng nhá các bạn nhá. Lại còn nhân tiện ở đằng này có thằng Monkey D Noob Akira, thằng bỏ mẹ ở đây. Ôi mày fake tao à, tổ sư.